Thưa quý vị, sáng 30 tháng 3, trước khi dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện quyết định 178 ngày 5 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát tình hình thực tế để giải quyết các vấn đề cấp bách, cũng là cơ bản, lâu dài để Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã viếng nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc, dâng hương tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phú Quốc ở phường Dương Đông, nơi an nghỉ của 3.291 liệt sĩ, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng và đoàn công tác nguyện phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiểm tra công trường xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc, Thủ tướng lưu ý cán bộ, công nhân tập trung thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đảm bảo tiến độ, kỹ mỹ thuật, xanh sạch đẹp, kịp hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890. Khảo sát dự án đầu tư xây dựng cảng tàu biển đón hành khách quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư hơn 1.644 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng, quy hoạch phát triển cảng và các cảng biển trên thành phố đảo Phú Quốc theo hướng xanh, hiện đại. Việc xây dựng quy hoạch phải mang tính tổng thể, chiến lược, lâu dài. Đầu tư phân kỳ, căn cứ vào điều kiện và yêu cầu thực tiễn. Cùng với xây dựng, phải quy hoạch đầu tư các công trình, dự án phụ trợ, dịch vụ liên quan, đồng bộ về hạ tầng và tạo không gian phát triển mới, ưu tiên cho sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, phải xã hội hóa cả trong đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác cảng và các hạng mục, dịch vụ liên quan. Thăm cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng cho rằng hiện nay Phú Quốc đang phát triển nhanh, nhu cầu vận tải hành khách bằng đường hàng không là rất lớn, với công suất 4 triệu hành khách mỗi năm. Hiện nay cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã khai thác vượt công suất. Thủ tướng cho rằng với tốc độ tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng không tương đối cao, việc đầu tư phát triển mở rộng sân bay Phú Quốc trong thời gian tới là cần thiết. Yêu cầu chọn đơn vị tư vấn giả soát, đánh giá, khuyến nghị về kết quả quy hoạch sân bay Phú Quốc. Trên cơ sở kết quả giả soát, quy hoạch, lập dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mở rộng, nâng cấp sân bay Phú Quốc theo quy định. Đặc biệt, kêu gọi hợp tác công tư công khai, minh bạch để đầu tư, khai thác các hạng mục công trình phù hợp, hiệu quả. Khảo sát công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc, Thủ tướng chúc mừng công viên vừa được tổ chức kỷ lục gia thế giới trao kỷ lục Safari trên đảo đa dạng loài, sở hữu số lượng cá thể nhiều nhất thế giới. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ ngành liên quan tổ chức tổng kết mô hình này, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các nội dung, xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí công khai, minh bạch để duy trì, nhân rộng và mở rộng mô hình. Trong đó, Thủ tướng lưu ý việc xây dựng safari, vườn thú mở, phát triển du lịch dưới tán rừng phải đảm bảo tính đa dạng sinh học, hệ động thực vật phát triển tự nhiên, cân bằng môi trường sinh thái, kết hợp giữa cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo tồn động vật với phát huy giá trị, khai thác có hiệu quả tài nguyên, giáo dục ý thức giữ gìn thiên nhiên. Thăm trung tâm y tế Phú Quốc, Thủ tướng lưu ý Phú Quốc là thành phố đảo, bốn bề là biển, trong trường hợp phải chuyển lên tuyến trên, không thể lúc nào cũng vận chuyển kịp bệnh nhân về đất liền cứu chữa, trong khi quy mô dân số ngày càng tăng, du khách tới ngày càng đông. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Kiên Giang, quy hoạch lại mạng lưới y tế, đáp ứng yêu cầu, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đúng tầm cỡ, trang thiết bị hiện đại, tăng cường kết nối hợp tác công tư, thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân. Khảo sát trường trung cấp nghiệp vụ du lịch khách sạn EHN Phú Quốc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với tỉnh Kiên Giang làm tốt việc đánh giá tình hình, tính toán khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực về số lượng và chất lượng, xây dựng quy hoạch, xây dựng các cơ sở đào tạo, thu hút giảng viên chất lượng cao, liên kết với các cơ sở đào tạo lớn trên cả nước, tập trung đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực thế mạnh của Phú Quốc như logistics, du lịch, các ngành mới nổi, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, huy động nguồn lực từ trung ương, địa phương, đẩy mạnh hợp tác công tư. Thị sát công tác thu gom, xử lý rác và thăm địa điểm dự định xây nhà máy xử lý rác Phú Quốc, Thủ tướng nhấn mạnh, Phú Quốc là thành phố du lịch biển,
Việc bảo vệ, vệ sinh môi trường là hết sức quan trọng. Yêu cầu khẩn trương kêu gọi đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác, xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong dài hạn. Nhà máy xử lý rác phải được đầu tư với công nghệ hiện đại, kết hợp giữa thu gom, xử lý rác với phát điện, sản xuất phân bón, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tới thăm hồ nước ngọt Dương Đông, cho rằng nước và điện là hai vấn đề quan trọng đối với vùng biển đảo. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang tính toán các phương án khác nhau để đảm bảo nước ngọt cho người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của Phú Quốc. Sau khi khảo sát tình hình thực tế, vào chiều ngày hôm nay 30 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và lãnh đạo thành phố Phú Quốc về tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố và giải quyết các đề xuất để Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Với diện tích 593 km2, có hơn 40 hòn đảo, dân số gần 150.000 người, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực và quốc tế. Tại buổi làm việc, các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng thời gian qua, Phú Quốc phát triển khá nóng. Do đó công tác quản lý hành chính, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, tài nguyên khoáng sản, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, bồi thường, giải quyết khiếu nại có lúc còn hạn chế. Các đại biểu cũng cho rằng, với định hướng xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại lớn, tuy nhiên hạ tầng của thành phố còn hạn chế, nguồn lực dành cho phát triển Phú Quốc còn ít. Do đó cần có cơ chế đặc biệt để huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Phú Quốc. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh vị trí chiến lược và vai trò quan trọng của Phú Quốc trên các lĩnh vực với nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều nghị quyết, quyết định, quy hoạch để phát triển Phú Quốc nhanh và bền vững, trở thành trung tâm du lịch hiện đại, trung tâm văn hóa, dịch vụ, logistics, phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp văn hóa. Thủ tướng yêu cầu Phú Quốc phải cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa quy hoạch đã được phê duyệt để có lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả, phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng gồm giao thông, cảng biển, đường bộ, hàng không, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường, tạo đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đào tạo nghề, kỹ năng nghề, thu hút lao động chất lượng cao để phát triển các ngành mới nổi gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển đồng bộ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, du lịch, văn hóa bản địa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng có bản sắc của Phú Quốc nói riêng và Kiên Giang nói chung, kết hợp hài hòa sức mạnh nội lực với sức mạnh ngoại lực, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sự bình yên cho người dân và du khách, làm tốt công tác an sinh xã hội. Thủ tướng tin tưởng Phú Quốc sẽ giải quyết hài hòa bài toán phát triển nóng, tập trung phát triển bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ hiện đại, phát triển mạnh kinh tế biển, công nghiệp văn hóa mang tầm cỡ quốc tế.